lệnh ở nhà được ban hành ở Ontario, những gì bạn được và không được phép làm. Tỉnh Ontario cố gắng làm rõ chi tiết lệnh ở nhà mới mà đã gây nhầm lẫn, khó hiểu. Hôm thứ Ba, tỉnh bang thông báo rằng tỉnh Ontario tuyên bố tình trạng khẩn cấp lần thứ hai, đồng thời ban hành lệnh ở nhà cho người dân do hậu quả của đại dịch COVID-19. Lệnh ở nhà mới sẽ có hiệu lực bắt đầu vào lúc 12:01 sáng thứ Năm, ngày 14 tháng 1 và kéo dài ít nhất 28 ngày. Theo lệnh này, mọi người phải ở nhà và chỉ ra ngoài cho những chuyến đi cần thiết để mua hàng tạp hóa hoặc đến các cuộc hẹn khám bệnh. Doug Ford, thủ hiến tỉnh Ontario cho biết hôm thứ Ba, nói thêm rằng việc dắt thú cưng hoặc tập thể dục vẫn được phép. Thông báo này đã khiến nhiều người đang tìm cách làm rõ những gì họ được và vẫn không được phép làm trong tháng tới. Vì vậy, người phát ngôn của chính phủ đã cung cấp một số giải thích rõ ràng vào thứ Tư hôm nay. Ontario là một tỉnh lớn và đa dạng. Travis Kahn giải thích trong một email, đồng thời lưu ý rằng cư dân ở thành phố Toronto sẽ dễ dàng tiếp cận mua sắm trực tuyến hơn so với những người ở những vùng xa xôi hơn. Như vậy, và như chúng tôi đã làm ngay từ đầu của đại dịch này, chúng tôi sẽ tiếp tục dựa trên đánh giá tốt nhất của người dân Ontario khi họ ở nhà nhiều nhất có thể và chỉ rời khỏi nhà của họ cho những mục đích thiết yếu. Tỉnh cho biết một phần đây là lý do tại sao họ vẫn cho phép dịch vụ giao hàng ở lề đường mặc dù đã ban hành lệnh ở nhà. Chúng tôi đã học được nhiều điều trong năm qua để ứng phó với đại dịch này, bao gồm thực tế rằng những gì có thể là cần thiết đối với một người dân sống ở Timmins và cách họ mua món hàng đó có thể được coi là không cần thiết đối với một người ở trung tâm thành phố Toronto vì họ có thể dễ dàng mua hàng trực tuyến để giao hàng, bản cập nhật của tỉnh cho biết. Tỉnh bang cho biết việc yêu cầu chính quyền Ontario xác định những gì các nhà bán lẻ có thể coi là thiết yếu có nguy cơ khiến nhiều người Ontario không sống ở Toronto hoặc một trung tâm đô thị tiếp cận với hàng hóa cần thiết. Chính phủ cho biết họ cũng không thể quyết định đâu là vật dụng cần thiết cho mỗi người trên khắp Ontario, mặc dù họ đã cố gắng làm rõ những gì sẽ được coi là một chuyến đi cần thiết. Tỉnh cho biết chúng tôi đã cung cấp nhiều danh mục mà mọi người nên cân nhắc trước khi rời khỏi nhà. Thực phẩm, dịch vụ chăm sóc sức khỏe, bao gồm thuốc men, tập thể dục hoặc công việc, nơi mà công việc của một người không thể làm ở nhà. Tỉnh Ontario cũng sẽ không nói những công việc nào là cần thiết, nhưng đã nói rằng nếu bạn có thể làm việc tại nhà, hãy làm việc tại nhà. Bản cập nhật cũng viết thêm, chính phủ Ontario không thể xem xét hàng chục triệu mô tả công việc để xác định ai có thể làm việc tại nhà. Như vậy, chúng tôi đang dựa trên sự đánh giá tốt nhất và nhận thức chung của các nhà tuyển dụng để xác định ai có thể làm như vậy. Nếu một nhân viên tin rằng họ nên làm việc tại nhà, họ có thể liên hệ với Bộ Lao động để nộp đơn khiếu nại về sức khỏe và an toàn. Tỉnh cho biết họ không đặt giới hạn về mức độ thường xuyên hoặc thời gian mọi người có thể rời khỏi nhà của họ cho những chuyến đi cần thiết, nhưng đang yêu cầu người dân cố gắng giới hạn số lượng cửa hàng họ ghé thăm và trong bao lâu. Các hạn chế mới cũng cho phép mọi người tụ tập thành nhóm 5 người ở ngoài trời, mà chính phủ cho biết họ đang cho phép để những người sống một mình vẫn có thể có bạn đồng hành hoặc hỗ trợ về tinh thần và thể chất. Tỉnh cho biết bất cứ ai tụ tập bên ngoài đều phải tuân thủ các biện pháp giữ khoảng cách và hiện đang được khuyến khích đeo khẩu trang. Những cư dân mà sống độc thân cũng vẫn được phép kết hợp với một hộ gia đình khác, chọn lọc, theo những hạn chế mới vì những lý do tương tự. Một trong những phần mơ hồ nhất của thông báo là liệu các sân chơi hoặc sân bóng rổ có còn hoạt động cho người dân hay không. Chính phủ nói rằng tập thể dục được coi là cần thiết, mặc dù cách người dân Ontario chọn làm như vậy là riêng biệt với từng hộ gia đình. Một số có thể muốn đi dạo quanh khu nhà, trong khi những người khác có thể muốn đến một sân bóng rổ địa phương với hộ gia đình của họ để chơi vài vòng, tỉnh này cho biết. Chúng tôi khuyến nghị người dân Ontario nên tham khảo ý kiến của đơn vị y tế công cộng hoặc thành phố ở địa phương của họ để hiểu những tiện nghi giải trí nào được mở cửa trong cộng đồng của họ. Cuối cùng, nhiều người đã đặt câu hỏi liệu cư dân có được phép đi đến các khu nhà nghỉ cottage hay khu nhà thứ hai của họ hay không? Hiện tại, chúng tôi đang yêu cầu mọi người ở nhà và chỉ rời khỏi nhà của họ cho những mục đích thiết yếu, có thể bao gồm việc bảo trì khẩn cấp một nơi ở thứ hai. Trên tinh thần của lệnh ở nhà tại thời điểm này, chúng tôi không khuyến khích đi du lịch nội tỉnh, tuyên bố của tỉnh cho biết.
Theo lệnh ở nhà mới, các trường học tại những khu vực vùng màu xám sẽ tiếp tục đóng cửa và chỉ học trực tuyến cho đến ngày 10 tháng 2. Các khu vực này bao gồm Windsor, Toronto, vùng Peel, vùng York và Hamilton.